Bảo thì Trang trả trứng vàng. Trứng vàng, ướp trứng vàng lên xe mì. Trang ăn liền trứng vàng. Wow, ngon tuyệt. Mình cũng muốn ăn liền mì trứng vàng của con đi. Sợi mì ướp trứng. Ăn đậu quậy nha, ăn cơm. Mì hâm một trứng anh ha. Mì trứng vàng mà. Ấy là để mì ha anh. Không, gà để trứng vàng. Trứng mới bán. Em thích chuyện con thích ăn tôm dương huệ kia. Con thích ăn tôm dương huệ kia.